Ôi em ơi, tôi kiểm tra lại. Nó nguồn đang bị ấy. Đây là vẫn bình thường à? Đây là an toàn rồi, mở lên bật. Đây là lỗi không kích từ nguồn. Đây có thể là do BIOS, có thể là do IO nhé. Khi mà nó đã an toàn như này mà không kích từ nguồn thì kiểm tra BIOS hoặc IO.
Thank you.
không không được không?